Xin chào mọi người. Cái hạt châu hôm bữa em chia sẻ đầy nụ thì hôm nay nụ đã nở trắng hết cả cây rồi nè. Nên em làm clip tiện em làm clip chia sẻ đến mọi người một số lưu ý để cho cây có thể đậu được trái nhiều ha. Thứ nhất mình nó phải chú ý đó là về giống ha. Thì cũng như em nói ở clip trước á, thì hạt châu nó có lá nhỏ, lá lớn, lá chung. Thì thường cái dòng lá nhỏ thì nó mới đậu trái được nhiều ha, còn những dòng lá chung với lá lớn thì thường trái nó đậu thưa thôi chứ không có thể nào mà thành chùm dày dày như cây lá nhỏ được. Một yếu tố thứ hai á, mà em muốn nói đến á, thì có một số anh em có nhắn hỏi riêng em á, là cây hải châu cũng ra bông rất là nhiều nhưng chỉ sau một đêm á, thì nhìn lại thì bông nó rụng hết trơn. Thì theo em được biết ha, cái khi mà cây hải châu ra bông á, thì mình không nên tưới nước vô trong trong bông của nó ha, hoặc là mình để ngoài trời mưa á. Nếu mà nó có nước mưa và tạt vào nhiều á, thì nó sẽ rụng hết, nó không sẽ không đậu trái được đó. Vì vậy mọi người cần chú ý cái yếu tố này ha. Khi nào mà cây nó ra bông nhiều á, thì mình nên hạn chế tưới vào bông của nó. Còn trời mưa to á, thì mình nên nếu mà cây nhỏ thì mình có thể bê nó vào trong chỗ nào nó tránh mưa. Còn nếu cây to thì mình có thể dùng một cái bạt hay một cái gì đó mình che bớt lại để mình hạn chế nước mưa vào cây ha. Đó là kinh nghiệm mà em nhận thấy được sau nhiều năm em chơi hải châu ha. Thì anh chị nào mà có kinh nghiệm thì có thể comment bên dưới để mọi người cùng biết ha. Chúc mọi người sẽ có những cây hải châu thật là đẹp. Rồi em xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ạ.